Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu này khi kết luận cuộc họp của Thường trực Chính phủ sáng ngày 20 tháng 4. Thủ tướng nêu rõ, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng tăng lên. Đây là điều đáng mừng vì vừa cho thấy kinh tế xã hội phát triển, vừa góp phần cho tăng trưởng. Các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp cho thấy nguồn điện cơ bản không thiếu, nhiên liệu được đáp ứng, song cần điều hành phù hợp, thông minh, thông suốt, hiệu quả với giải pháp tổng thể đa dạng hóa nguồn điện, khẩn trương hoàn thành các đường dây tải điện, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan. Sáng ngày 17 tháng 4 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính trước hết truyền lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến các bác, các cô chú, các anh chị chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, một dấu mốc bằng vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc ta, non sông đất nước ta. Trong giờ phút này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng. Chúng ta bồi hồi tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính mến, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Những chiến sĩ, những đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Chúng ta tri ân sâu sắc đồng bào, chiến sĩ cả nước, các nước anh em, bạn bè quốc tế đã đoàn kết đồng lòng, kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi để góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Việt Nam trở thành ngôi sao sáng của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Theo Thủ tướng, chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, một dấu mốc bằng vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc ta, non sông đất nước ta. Đã 70 năm trôi qua, nhưng ý nghĩa và bài học lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn luôn là động lực mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh to lớn, niềm tin vững chắc cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện thật tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Điện Biên tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, đoàn kết chung sức đồng lòng xây dựng phát triển tỉnh Điện Biên nhanh và bền vững, giữ vững vùng biên cương Tây Bắc của Tổ quốc, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc. Đây cũng là mong muốn và gửi gắm của lãnh đạo Đảng, nhà nước. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng các bác, các cô chú, các anh chị chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến sẽ không ngừng phát huy truyền thống ý chí tự lực tự cường, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, luôn là tấm gương sáng, sôi động, tạo động lực truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ noi theo. Nhân dịp này, chiều ngày 16 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hương tại khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, gặp mặt tặng quà tri ân gia đình các chiến sĩ Điện Biên, gia đình chính sách tại xã Mường Phăng, xã Pá Khoang, những nơi đã bảo vệ, chăm sóc, giúp đỡ, che chở, đùm bọc Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần tạo nên chiến thắng lịch sử của dân tộc. Chiều ngày 17 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án bảo tồn, tôn tạo khu đề kháng Him Lam thuộc di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, dự lễ gắn biển tuyến đường mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và tuyến đường mang tên anh hùng Nguyễn Ngọc Bảo tại thành phố Điện Biên Phủ. Sáng ngày 18 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 năm Giáp Thìn, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và lãnh đạo địa phương vào thượng cung dâng hương hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hồng, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như ngày nay. Ngay sau lễ dâng hương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đặt vòng hoa thắp hương tại Lăng Hùng Vương, dâng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ
nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong tại ngã năm Đền Giếng. Sau khi dự lễ dâng hương, tới thăm khảo sát công trường xây dựng dự án nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị, xã hội. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa có tính dân tộc, khoa học đại chúng. Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nhà thầu và đội ngũ cán bộ công nhân tiếp tục nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng triển khai dự án với mục tiêu bảo đảm tiến độ, tránh kéo dài gây đội vốn lãng phí, càng đưa công trình vào hoạt động sớm càng có lợi, nhân dân được thụ hưởng sớm, đồng thời bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, chống tham nhũng tiêu cực. Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan quan tâm việc đào tạo nhân lực, chuẩn bị nội dung hoạt động, nghiên cứu cơ chế khai thác, quản lý phù hợp theo hướng tự chủ với mô hình đầu tư công, quản lý tư, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả. Sáng ngày 18 tháng 4, trong chương trình công tác tại Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ, làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ về triển khai đề án 06 và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thủ tướng biểu dương nỗ lực kết quả đạt được của Công an tỉnh Phú Thọ trong triển khai đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thủ tướng đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác công an, trong đó có các nhiệm vụ được giao theo đề án 06 và chỉ thị số 04 CTTTG ngày 11 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án, chấp hành nghiêm sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an. Tại cuộc tiếp Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ sáng ngày 16 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn ông đã nhận lời mời thăm Việt Nam của Thủ tướng khi Thủ tướng đến thăm Apple trong chuyến công tác tại Mỹ vào tháng 5 năm 2022. Đánh giá cao đóng góp quan trọng của Apple và các đối tác vào sự phát triển của Việt Nam, tạo việc làm cho người dân, đưa Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Apple, có vị thế ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển của Apple. Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu, tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy các nhà cung ứng nằm trong chuỗi cung ứng của Apple, mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đưa các doanh nghiệp Việt Nam có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của Apple, tăng cường hỗ trợ tư vấn Việt Nam, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác liên kết với các trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực. Đánh giá cao sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng đổi mới sáng tạo Việt Nam, những chia sẻ của Thủ tướng về đường lối phát triển của Việt Nam, ông Tim Cook cho hay sẵn sàng làm việc với tổ công tác phía Việt Nam để thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đầu tư chất lượng cao thời gian tới. Apple cam kết mua nhiều hơn các linh phụ kiện do các đối tác sản xuất tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, tăng cường khoản chi cho nhà cung cấp tại Việt Nam, mở rộng chương trình đào tạo nghề cho người khuyết tật để thúc đẩy sự hòa nhập, mang đến cơ hội lớn hơn cho họ trong chuỗi cung ứng, mong muốn góp phần đưa văn hóa Việt Nam, trong đó có âm nhạc và điện ảnh ra toàn thế giới. Chiều ngày 19 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc đang thăm làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao ý nghĩa và kết quả trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc, nhất là nội dung kết quả hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp hai nước và các bộ cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác đã ký, trong đó tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng hoàn thiện pháp luật, đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, hợp tác tương trợ tư pháp theo các điều ước quốc tế song phương và đa phương mà hai nước là thành viên. Chiều ngày 16 tháng 4, tiếp ông Tony Blair, cựu Thủ tướng Anh, Chủ tịch điều hành Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu, Viện TBI, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao việc cá nhân ông và các cộng sự đã dành ưu tiên cao cho thúc đẩy hợp tác với một số bộ cơ quan của Việt Nam trong thời gian qua, với những nội dung rất hiệu quả. Phó Thủ tướng tin tưởng, với cách thức hợp tác có trọng tâm, trọng điểm, duy trì trao đổi thường xuyên, hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng mở rộng, thực chất, hiệu quả và phù hợp hơn với quan tâm của Việt Nam và Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu. Phó Thủ tướng mong muốn Viện TBI tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu và tư vấn về Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính phù hợp với thông lệ quốc tế và đặc thù của đất nước, hoạt động thực sự hiệu quả. Đồng thời với uy tín của mình, ông sẽ hỗ trợ Việt Nam trong thu hút đầu tư, nhất là vào các lĩnh vực mới, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Sáng ngày 15 tháng 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ để thúc đẩy một số dự án giao thông trọng điểm. Đánh giá cao tinh thần chủ động của Bình Dương,
Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh phối hợp với các địa phương, bộ ngành liên quan tính toán phương án tối ưu, cân đối nguồn lực, báo cáo cấp thẩm quyền để đầu tư, nâng cấp một số đoạn tuyến nút giao của đường vành đai 3, vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đi qua địa bàn nhằm kịp thời gỡ vướng, sớm triển khai đồng bộ các dự án đạt hiệu quả cao nhất. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Dương phối hợp với các bộ ngành để ra soát kỹ lưỡng, khẩn trương cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch liên quan, làm cơ sở để triển khai các dự án công trình được kiến nghị cho cuộc làm việc. Dự khai mạc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế HORACES Trung Quốc 2024 sáng ngày 15 tháng 4 tại Bình Dương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục lắng nghe, hướng về doanh nghiệp, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang từng bước triển khai chiến lược đổi mới sáng tạo, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng xanh, chuyển đổi số, xã hội. Đây là dư địa để các doanh nghiệp quốc tế, trong đó có Trung Quốc, có thể lựa chọn Việt Nam như thị trường mới nổi về kinh tế xanh, đầu tư đồng bộ hạ tầng với nguồn nhân lực trẻ, năng động, thông minh, có lợi thế trong những ngành nghề mới. Sáng ngày 16 tháng 4, chủ trì cuộc họp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số bộ ngành liên quan về tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ xây dựng các văn bản pháp luật là một trong những ưu tiên cao nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đây là trách nhiệm của lãnh đạo Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2024 phải quán triệt tinh thần từ sớm từ xa, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến tư duy khác nhau nhằm bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi chỉnh lên cấp thẩm quyền xem xét cho ý kiến. Trong đó, các văn bản pháp luật do mỗi bộ ngành chịu trách nhiệm xây dựng phải thể hiện được mối quan hệ gắn bó hữu cơ, thực hiện mục tiêu xuyên suốt đặt ra trong luật đất đai năm 2024 và đồng bộ thống nhất với pháp luật khác có liên quan. Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba ngày 15 tháng 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có các cuộc hội kiến với đồng chí Miguel Díaz-Canel, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba. Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz gặp và làm việc với đồng chí Bruno Rodriguez, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Cuba đạt được trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức hiện nay, bày tỏ tin tưởng nhân dân Cuba sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi và thành công hơn nữa trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Cuba. Phó Thủ tướng khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam luôn đoàn kết và ủng hộ Cuba, phản đối và kêu gọi chấm dứt chính sách bao vây cấm vận chống Cuba. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô La Habana, một biểu tượng tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba, thăm tặng quà trường tiểu học Võ Thị Thắng, ngôi trường mang tên nữ anh hùng Việt Nam tại quận Playa, thủ đô La Habana, và đến thăm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cuba. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan ra soát hoàn thiện chính sách pháp luật, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin theo hướng số hóa chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, tiến tới phi giấy tờ trong thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, dần tiến đến chấm dứt việc yêu cầu người khai hải quan phải nộp chứng từ giấy thuộc bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục hải quan. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2024/NĐ-CP quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các danh sách của UNESCO và danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo nghị định, nguyên tắc trong quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể là bảo đảm các di sản văn hóa phi vật thể được thực hành hướng con người, cộng đồng tới các giá trị văn hóa tốt đẹp, gìn giữ bản sắc hướng tới sự phát triển xã hội toàn diện, bảo đảm an toàn cộng đồng và xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm tôn trọng sự đa dạng văn hóa, vai trò của cộng đồng chủ thể và tính đặc thù dân tộc vùng miền. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.